Vâng, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại kênh YouTube của cửa hàng Honda nước 10. Thì hôm nay Lộc sẽ cập nhật những phiên bản màu mới của dòng xe Honda Future tại hệ thống Hết Hồng Đức. Và đặc biệt thì chương trình phải nói là cực kỳ ưu đãi luôn, ưu đãi vàng rước xe sang, ưu đãi lên đến 2 triệu đồng. Bên cạnh đó thì cửa hàng sẽ có thêm chương trình mua góp với lãi suất 0%. Và khi các bạn mua xe tại hệ thống Hết Hồng Đức ấy, mình sẽ được tham gia quay số trúng thưởng cơ hội 27 giải nhất Honda Vision, 27 giải nhì là xe Honda Way Alpha, đồng hồ Apple Watch và 900 cái nón bảo hiểm nha các bạn. Thì chương trình mua góp và lãi suất 0% đối với dòng xe Honda Future thì đây chắc chắn là cái chương trình được rất là nhiều bạn mình đang quan tâm về dòng xe Honda Future này. Và đây là ông hàng xe số của dòng xe Honda Way Honda nha các bạn. Thì nói về dòng xe Honda Future này á, thì chương trình mua góp 0% lãi suất này hiện tại chỉ có duy nhất tại cửa hàng Honda Đức 10. Và các bạn chỉ cần dùng một chiếc xe Honda cũ hoặc là xe 50 hoặc là xe khác hãng, mình đến cửa hàng Honda Đức 10 để mình tham gia chương trình đổi xe. Và các bạn chỉ cần trả trước từ 30% giá trị xe trở lên thì mình sẽ được tham gia chương trình mua góp và lãi suất 0%, chỉ có duy nhất tại cửa hàng Honda Hồng Đức. Và cái điều kiện thì giống như Lộc cũng vừa nói với các bạn, và đặc biệt á, thì ở đây cửa hàng sẽ hỗ trợ cho các bạn tối đa luôn, tức là mình sẽ mua góp với lãi suất 0% và các bạn sẽ được góp tới 24 tháng lận. Cho nên thì cái số tiền hàng tháng các bạn góp nó cũng rất là nhẹ nha. Và cái màu xe thì hiện tại ngoài những phiên bản màu của Honda ra thì cửa hàng sẽ có nhiều phiên bản màu mới để cho các bạn mình lựa chọn nè. Đây là phiên bản màu trắng đỏ. Và ở đây thì cửa hàng sẽ có nhiều cái giống như là những cái ba ga này các bạn, cực kỳ là thể thao luôn. Và đặc biệt hơn nữa thì mẫu này nó sẽ được độ lên giống như phiên bản quay thái, và nó sẽ được trang bị thêm mặt nạ nữa các bạn, mặt nạ và các bạn gắn gỗ luôn. Thì với cái những cái phụ kiện này á, trang trí thì giúp xe mình nó sẽ cực kỳ là sang trọng và cực kỳ là đẹp mắt luôn các bạn. Hơn nữa thì những cái phụ kiện này á, các bạn gắn mình sẽ được hỗ trợ giảm giá 30% tại hệ thống Hết Hồng Đức nha các bạn. Và như các bạn cũng đã biết á, đây là ông hàng xe số, thì với cái hệ thống phun xăng điện tử này á, nó sẽ cho cái mức tiêu hao nhiên liệu cực kỳ là với cái mức tiêu hao nhiên liệu này các bạn, nó sẽ cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu khi các bạn sử dụng dòng xe Honda Future 1,54 lít các bạn sẽ đi được 100 km nha. Và kế tiếp á, thì Lộc sẽ quay cho các bạn một cái phiên bản màu đỏ đô. Thì Honda Việt Nam cũng sẽ có trang bị cho mình phiên bản màu đỏ đô, nhưng mà hiện tại ở đây hệ thống Hết Hồng Đức sẽ có phiên bản màu đỏ đô và được có trang bị thêm cái hoa văn 3D này nữa. Thì với cái hoa văn 3D này các bạn, khi các bạn tham gia giao thông trên đường đó, nó sẽ khi mà ánh nắng hoặc là ánh đèn chiếu vô đó, nó sẽ hiện cái hoa văn lên, cực kỳ là sang trọng và cực kỳ là đẹp mắt của dòng xe Honda Future luôn nha các bạn. Và phần phía sau này cũng vậy, nó cũng sẽ được trang bị phần 3D nha các bạn. Thì dòng xe số Honda Future này hiện tại giá nó chỉ dao động từ 34.790.000 đồng. Thì mình sẽ sở hữu ngay một chiếc xe Honda Future, và tùy theo màu và phiên bản giá xe nó sẽ khác nhau nha các bạn. Và giá này giống như Lộc vừa báo với các bạn á, nếu như các bạn đang làm việc tại khu công nghiệp An Nghiệp Sóc Trăng thì Lộc sẽ hỗ trợ giảm giá thêm cho các bạn 500.000 đồng trực tiếp vào giá xe nữa. Còn nếu như các bạn đang là học sinh sinh viên hoặc là mình có con là học sinh sinh viên thì mình sẽ được hỗ trợ giảm giá trực tiếp giá xe là 700.000 đồng, cộng một cái Honda, cộng một cái ba lô của Honda Hồng Đức 10, ba lô cao cấp nha các bạn. Thì đối với dòng xe Honda Future này các bạn chỉ cần trả trước là 10.500.000 đồng thì mình sẽ vay là 24.290.000 đồng, góp 12 tháng thì mỗi tháng mình góp là 2.136.000, 15 tháng là 1.709.000, 18 tháng là 1.424.000 và 24 tháng là 1.068.000. Thì cái gói này là gói 0% lãi suất, nó sẽ có chênh lệch về cái phí bảo hiểm nha các bạn. Còn đây là phiên bản màu xám ánh tím và được trang bị yên đỏ nha các bạn. Thì phiên bản xám ánh tím này á, các bạn nhìn ở góc độ khác nhau nó sẽ cho ra cái màu khác nhau. Thì với những cái màu sắc này khi ánh nắng hoặc là ánh đèn chiếu vô nó sẽ hiện lên xe màu cực kỳ là đẹp luôn. Và Honda Future thì các bạn cũng đã biết á, là đối với dòng xe Honda Future này, nó là dòng xe số cao cấp nhất và được trang bị cái hộp đựng đồ cực kỳ là lớn nha các bạn. Hộp đựng đồ này thì các bạn có thể để được một cái nón bảo hiểm cả đầu hoặc là hai nón bảo hiểm nửa đầu cùng một số vật dụng cá nhân khác nha các bạn. Thì với những phiên bản này các bạn sẽ được bảo hành chế độ màu sơn là 3 năm tại hệ thống Hết Hồng Đức. Và các bạn cứ yên tâm thì cửa hàng sẽ hỗ trợ cho các bạn luôn là về phần giấy tờ để mình đăng ký bản số luôn. Thì chương trình thì đối với dòng xe Honda Future thì cũng giống như Lộc vừa nói ha, giá xe thì sẽ được hỗ trợ thêm cho các bạn 500.000 đồng trực tiếp vào giá xe, cùng với đó là chương trình học sinh sinh viên giảm được 700.000 cộng một cái ba lô cao cấp.
các bạn đang làm việc tại khu công nghiệp An Nghiệp Sóc Trăng thì mình sẽ được giảm giá thêm 500.000 đồng nữa. Còn nếu như các bạn tham gia chương trình đổi xe và trả trước giá trị xe mới là 30% trở lên thì mình sẽ được tham gia cái gói mua gốc và lãi suất 0%. Và chương trình này nó sẽ có giới hạn nha các bạn. Cho nên hiện tại mình đang có nhu cầu mua xe thì mình phải mua vào thời điểm hiện tại để được tham gia chương trình cực kỳ ưu đãi tại hệ thống Hết Hồng Đức. Còn đây là phiên bản màu vàng đồng và kết hợp với tông màu vàng đen nha các bạn. Thì mới với cái màu vàng đồng này thì nó sẽ kết hợp hai phiên bản vàng và đen. Và đặc biệt hơn nữa thì đối với màu xe này các bạn xài nó sẽ ít đụng hàng hơn và được bảo hành chế độ màu sơn đến 3 năm nha các bạn. Còn những phiên bản của Honda Việt Nam đang bán thì hệ thống Hết Hồng Đức luôn có sẵn sàng đầy đủ tất cả các phiên bản màu của Honda đang bán cho các bạn dễ dàng lựa chọn hơn. Ví dụ như mình yêu thích về những cái phiên bản đó thì mình cứ đến ngay cửa hàng. Và ví dụ như một xe mà màu trắng đi thì cửa hàng sẽ có rất là nhiều chiếc để cho các bạn dễ dàng lựa chọn. Thì đối với dòng xe Honda Future này các bạn, nó được trang bị động cơ 125 và được trang bị hệ thống phun xăng điện tử. Thì nó là dòng xe số phải nói là cao cấp nhất và bền bỉ nhất hiện tại của dòng xe Honda Việt Nam. Thì kế tiếp đây là phiên bản màu xanh thái nha các bạn. Phiên bản này thì nó sẽ được độ lên giống như phiên bản màu xanh thái. Và phiên bản này màu xanh cực kỳ là đẹp mắt luôn nha các bạn. Thì với cái màu xanh này các bạn, nó sẽ được kết hợp với giữa tông màu xanh yên đen. Và nếu như các bạn gắn thêm những phụ kiện trang trí nữa nè, nó sẽ giúp xe mình sáng bóng hơn. Và đặc biệt nữa thì những cái phụ kiện khi các bạn gắn á, mình sẽ được hỗ trợ giảm giá 30% nữa tại hệ thống Hết Hồng Đức. Và chương trình thì phải nói là cực kỳ ưu đãi luôn. Lộc xin nhắc lại nha, chương trình là mình sẽ được hỗ trợ giảm giá xe trực tiếp là 500.000 đồng. Học sinh sinh viên thì mình sẽ được hỗ trợ giảm giá 700.000 đồng cộng một cái ba lô cao cấp. Và nếu như các bạn đang làm việc tại khu công nghiệp An Nghiệp Sóc Trăng thì mình sẽ được hỗ trợ giảm giá thêm 500.000 đồng nữa tại cửa hàng Honda Hồng Đức 10. Và đặc biệt thì những ưu đãi phải nói là rất là nhiều luôn. Và xe mình sẽ được bảo hành lên đến là 3 năm hoặc là 30.000 km nha các bạn. Thì chương trình của cửa hàng phải nói là cực kỳ ưu đãi dành cho các bạn luôn. Mua gốc và lãi suất 0% lần đầu tiên có trong dòng xe Honda Future. Và đây là phiên bản màu mới nha các bạn. Màu này giống như là màu xanh rêu các bạn. Màu xám, xám xanh rêu á. Thì cái bản màu này khi các bạn nhìn ở bên ngoài nó cực kỳ là sáng bóng luôn. Bản này cũng là bản độ màu tại cửa hàng Honda Hồng Đức. Thì đối với cái bản độ màu này á, Lộc sẽ nói rõ hơn cho các bạn ha. Thì hiện tại Honda Việt Nam có trang bị cho mình á, tổng cộng là khoảng 5 màu của dòng xe Honda Future. Thì những màu đó, ngoài những màu đó ra thì cửa hàng sẽ luôn có nhiều phiên bản màu mới để cho các bạn dễ dàng lựa chọn hơn và mình sử dụng nó sẽ ít đụng hàng hơn. Và màu sơn mình sẽ được bảo hành chế độ màu sơn là 3 năm. Cửa hàng sẽ hỗ trợ cho các bạn đăng ký ra cái màu cà vạt xe giống như màu xe luôn. Cho nên các bạn cứ yên tâm nha. Thì đối với dòng xe Honda Future này các bạn, cái mặt đồng hồ nó sẽ thể hiện được đầy đủ tất cả thông số luôn nha. Mặt đồng hồ của dòng xe Honda Future này các bạn, nó sẽ được thể hiện đầy đủ tất cả thông số luôn và bố trí một cách khoa học và hợp lý. Thì giúp người tham gia giao thông mình sẽ dễ dàng quan sát hơn khi tham gia giao thông, đảm bảo sự an toàn hơn. Về phần đèn LED á, thì đối với dòng xe Honda Future này á, được gọi là Full LED đó các bạn. Nó sẽ được trang bị hệ thống đèn LED phía trước nè, cho ánh sáng trắng và cường độ dòng điện cực kỳ là ổn định luôn. Thì với cái ánh sáng này á, nó sẽ giúp người tham gia giao thông đảm bảo sự an toàn hơn nha các bạn. Thì Lộc xin nhắc lại là địa chỉ của cửa hàng là ấp Trà Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Thì chương trình góp 0% lãi suất chỉ có tại cửa hàng Honda Hồng Đức 10 khi các bạn tham gia đổi một chiếc xe cũ và trả trước 30% giá trị xe mới trở lên. Thì Lộc sẽ hỗ trợ cho các bạn chương trình mua gốc với lãi suất 0%. Cảm ơn các bạn đã lướt vào kênh YouTube của cửa hàng Honda Hồng Đức 10. Vâng, xin chào các bạn và hẹn các bạn video lần sau.